Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, như vậy là năm Nhâm Dần 2022 đã đi qua, chúng ta đang vui mừng đón chào năm mới Quý Mão 2023 với nhiều niềm vui và sự hy vọng mới. Bước vào tuần 4 của tháng 1 năm 2023, từ ngày 23 tháng 1 đến 29 tháng 1, ba con giáp này sẽ vô cùng may mắn và thuận lợi, làm việc gì cũng thành công, tài lộc, sức khỏe, tình duyên đều khởi sắc. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tuổi Dần. Tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp dự báo rằng tuần này được coi là rất may mắn với những người tuổi Dần khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa. Những người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước, nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả, cực nhọc, do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn, kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên phải rất vất vả, đổ nhiều mồ hôi, công sức, gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức khá. Tuần này, sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định với những người làm công ăn lương. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy lương thưởng sẽ tăng lên đều đặn. Tài lộc cũng rất khả quan, mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ. Thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo. Vì vậy, bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của khoản không nhỏ cũng bởi tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song nhờ có tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế, giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Lại thêm được cát tinh trợ lực nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương với một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa. Chỉ tiếc là không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên mối quan hệ có lúc khá là lạnh nhạt. Đáng chú ý là tình hình sức khỏe tuần này có phần sa sút do có hung tinh tác động. Bạn có thể sẽ thường thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng. Hung tinh còn mang điềm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc thì cần hết sức tập trung, chú ý. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão, xem tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Người tuổi Mão đang ở đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Cát tinh xuất hiện sẽ giúp giảm đáng kể áp lực mà bạn đang phải chịu trước đó. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng. Với người làm công ăn lương, nhờ vào kinh nghiệm và khả năng ứng biến linh hoạt của mình mà bản mệnh có thể chuyển bại thành thắng, khiến mọi người thán phục và cấp trên dành cho cơ hội thăng chức, tăng lương, thưởng nóng. Bạn đã chứng minh được giá trị của bản thân trong tập thể. Nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán, bạn cũng có một túi tiền rủng rỉnh do đã mở rộng thị trường thành công. Dù hơi vất vả một chút, song bạn có một lượng khách hàng ngày càng đông đúc và ổn định, đem về khoản tiền lời lãi gia tăng. Vận may tài lộc cũng đến với con giáp này khi người tuổi Mão nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác. Nhờ vậy có thể kiếm tiền về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. Cát tinh mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm chắc cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành điều hiển nhiên. Xem tử vi tình duyên cho người tuổi Mão, các mối quan hệ, gia đạo trong tuần này đều được duy trì mức ổn định và hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cho cuộc sống. Vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình, lại vừa không thể quên chăm sóc bản thân nên gia đạo vô cùng êm ấm. Nhìn chung là gia đạo rất an yên, không có điều gì phải lo ngại. Bản mệnh vui vầy bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn, xung đột gây phiền nhiễu.
Các mối quan hệ họ hàng, làng xóm, bạn bè đều hài hòa, tốt đẹp. Xem tử vi tuần này thì sức khỏe nhìn chung là không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Tim mạch có thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da dẻ sạm sắc. Bạn cần dành thời gian chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Tử vi cho rằng người tuổi Mùi có cơ hội gặp gỡ đúng quý nhân trong tuần này. Người tuổi Mùi nhờ thế mà nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc, có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Bạn gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Đây chính là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên, sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất là tạm thời. Muốn lâu bền thì tuổi Mùi hãy cứ cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng cá nhân. Tranh thủ thời gian này để học tập, định hướng bản thân sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp về lâu dài. Tài lộc vượng phát, đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho con giáp. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thể nào có mãi mà không hết được. Trong tuần này, người làm kinh doanh có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài, phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ, dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ. Không những vậy, con giáp này còn gặp may ở phương diện tình cảm. Cát khí giúp người có đôi nhanh chóng hàn gắn được những rạn nứt trước đó, khi cả hai đều không muốn đánh mất tình yêu này. Với người độc thân thì nam mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản mệnh đã có sẵn thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời. Cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Bạn cũng được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng đón nhận nên mọi thứ gần như là không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên, có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau. Hôn nhân thiếu đi ngọn lửa của tình yêu, những lời quan tâm hỏi han cũng thưa dần. Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Mùi trong tuần này có nhiều điểm cần hết sức lưu ý. Dễ thấy nhất là có nhiều thời điểm trong tuần, gia chủ dễ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt, dễ gặp phải nhất là các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra cũng nên đề phòng một số chấn thương, tai nạn do tác động từ bên ngoài. Tốt hơn là nên đi đứng cẩn thận và tránh làm việc quá sức. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác lại công việc hàng ngày và đi khám chữa bệnh ngay, chứ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong tuần thứ tư của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng đều biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận ủng hộ cho chương trình. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!